Tony, xin chào quý vị, cô chú anh chị và các bạn. Quý vị có khỏe không? Thưa quý vị, nước Mỹ có còn là thiên đường trong năm 2022 khi mà lạm phát tăng lên đến gần 9%? Nên đi hay ở Việt Nam nếu có cơ hội? Thưa quý vị, tôi muốn chia sẻ về nước Mỹ, cuộc sống Mỹ. Vì sao nó thu hút hàng triệu người du lịch đến đây mỗi năm? Thế còn người di dân định cư đến đây thì sao? Họ có thật sự hạnh phúc hay không? Nước Mỹ có còn là thiên đường mơ ước để họ theo đuổi giấc mơ Mỹ trong năm 2022? Lạm phát tăng 8,6% và nó còn tăng nữa trong năm tới. Vậy nước Mỹ có còn là vùng đất cơ hội cho người di dân hay không? Theo cá nhân tôi nghĩ, nước Mỹ có thể là thiên đường cho trẻ em, nhưng đối với người lớn, nước Mỹ không phải là thiên đường, nhưng mà nó là vùng đất cơ hội nếu ai muốn đến đây thử thách và khám phá bản thân. Bên cạnh đó, có nhiều góc khuất trên thương đường nước Mỹ mà bất cứ ai mới nhập cư đến đây đều phải trải qua. Xin thưa quý vị thế này, tôi sống ở Mỹ 30 năm. Tôi đã đi làm nhiều công việc khác nhau. Lúc mới qua Mỹ thì tôi làm các công việc cu li, công việc tay chân, cắt cỏ, bưng phở, sửa xe v.v. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đi làm về IT, nên tôi có cơ hội làm việc chung và nói chuyện với nhiều sắc dân khác nhau, nên cũng hiểu nhiều về sự khác nhau giữa người Mỹ trắng, người da màu, người Mễ Tây Cơ, người Trung Đông hay là người châu Á. Nói chung, nước Mỹ là hợp chủng quốc vì đây là một quốc gia hội tụ nhiều sắc tộc văn hóa khác nhau. Với diện tích lớn thứ tư trên thế giới, chỉ sau nước Nga, Canada và Trung Quốc, do đó nước Mỹ có ngôn ngữ và văn hóa rất đa dạng, quý vị ạ. Trở lại với cái vấn đề tôi nói ở trên, vì sao nước Mỹ là thiên đường cho trẻ em? Tôi nghĩ là vì tất cả trẻ em được học miễn phí từ mẫu giáo đến khi tốt nghiệp trung học. Trẻ em được học trên một nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới. Điều này rất quan trọng vì nó có thể phát huy kỹ năng toàn vẹn cho một đứa trẻ. Cho dù đứa trẻ có ngoại hình xấu đi chăng nữa, ví dụ những đứa trẻ béo phì, lùn hay là thậm chí những đứa trẻ bị bệnh như là bệnh tự kỷ hay các bệnh ngặt nghèo khác, chúng rất tự hào về bản thân, hoạt bát sôi nổi và chúng cực kỳ tự tin về bản thân của mình. Nói chung là như thế này, nền giáo dục của Mỹ đã rèn luyện cho đứa trẻ tự tin. Ví dụ thầy cô giáo dạy các em học sinh về cách nhận thức tích cực, không so sánh khả năng mình với người khác. Vì nếu so sánh như thế, các em nào yếu kém về khía cạnh nào đó sẽ tự ti dẫn đến thiếu tự tin. Mỗi học sinh là mỗi cá thể khác nhau, độc lập và đặc biệt, đều có điểm mạnh riêng của từng em. Và vậy thì nước Mỹ rất tốt cho trẻ em, nhưng mà có hợp với người lớn tuổi hay không? Theo tôi nghĩ như thế này, nước Mỹ là cái miền đất của cơ hội, nhưng nó dành cho giới trẻ thì đúng hơn. Nếu ai muốn thử thách và khám phá bản thân thì nước Mỹ đúng là thiên đường của họ. Còn những người già lớn tuổi thì tôi nghĩ sẽ buồn lắm khi sống ở đây. Những người già tôi nghĩ đi du lịch chơi vài tuần lễ hay một hai tháng thì được, còn định cư thì quý vị phải xem lại. Vì ở đây láng giềng chòm xóm không thân viếng nhau, ít qua lại với nhau. Có nhiều người mua nhà và sống ở đó mấy năm trời nhưng không biết tên của người hàng xóm là gì. Tôi có một người bạn, ba nó qua Mỹ vài năm. Ông ta buồn quá, đòi về Việt Nam sống. Gia đình không cho vì nói là không có ai ở Việt Nam chăm sóc ông ta. Đến khi ông ta bị trầm cảm thì gia đình mới cho về Việt Nam ở. Khi về Việt Nam được vài tháng thì ông ta mất ở bên đó. Cho nên, ý tôi muốn nói ở đây
là cái người lớn tuổi ở Mỹ sẽ buồn nếu không có cái công việc gì làm, không có niềm vui mỗi ngày. Vì ở đây ai cũng đi làm mỗi ngày, rồi mình cứ một mình ở nhà, họ sẽ buồn và cô đơn. Vì người già cần có bạn bè để hàn huyên tâm sự, có cái niềm vui mỗi ngày. Điều này rất quan trọng cho người lớn tuổi, quý vị ạ. À, sống ở Mỹ người già sẽ buồn bã vô cùng. Đây là sự thật. Những người lớn tuổi á, mà được thân nhân bảo lãnh sang Mỹ sinh sống, hầu hết đều muốn trở về Việt Nam sau một thời gian ngắn. Vì sự cô đơn lạnh lẽo ở xứ người. Vì ban ngày á, con cái đi làm, cháu chít đi học, chỉ có một mình ở nhà, đi tới đi lui, lủi thủi trong nhà. Mở rèm cửa sổ nhìn ra ngoài đường, vắng lặng, không bóng người qua lại. Một số người đã rơi nước mắt vì nhớ quê nhà, và họ đã nói với con cái rằng cho họ trở về Việt Nam. Có một số người thì ráng ở lại để mà nhận cái tiền trợ cấp dành cho người già. Một số thì không chịu nổi sự cô đơn nên quyết định trở về Việt Nam. Cái câu hỏi kế tiếp là: nếu nước Mỹ không phải là thiên đường, vậy tại sao rất nhiều người thích đi Mỹ? Theo tôi nghĩ thì nước Mỹ là vùng đất của cơ hội cho mọi người. Như tôi đã nói ở trên thì bất cứ ai muốn thử thách bản thân và thích khám phá những cơ hội mới thì nước Mỹ là thiên đường của họ. Thật ra ai sống ở Mỹ, chịu khó làm việc, sống tiết kiệm chút thì sẽ có dư. Nhưng mà cái cuộc sống hay bị căng thẳng nên họ thường lo lắng nhiều chuyện hơn là cái cuộc sống an nhàn ở Việt Nam. Nếu có tiền thì bạn sống tốt tại Mỹ, bạn có việc làm tốt, thu nhập cao, có nhà cửa sang trọng, có xe hơi đẹp, đi du lịch bất cứ lúc nào bạn muốn, rất tuyệt vời. Nếu bạn là người như thế, muốn trở thành một người thành công như vậy thì bạn cũng đã trải qua một thời gian miệt mài làm việc, tính toán suy nghĩ, cộng thêm sự may mắn của bản thân. Bên cạnh đó, có rất nhiều người sống nghèo khổ ở Mỹ, đi làm cu li như cắt cỏ, quét dọn, thu nhập thấp và không ổn định. Họ không trả nổi tiền thuê nhà nên phải đi mướn phòng ở. Có một số người đàn ông bị thất nghiệp nghèo túng quá, sau đó bị vợ bỏ luôn. Suốt ngày thơ thẩn, cô đơn và trống vắng. Muốn gọi bạn bè đi uống cà phê hay đi nhậu nhẹt thì đâu ai rảnh mà đi. À, vì người ta còn phải làm việc và cuối tuần người ta lại dẫn vợ con ra ngoài đi chơi ăn uống. À, những người này rất là buồn quý vị ạ. À, tuy nhiên nước Mỹ là thiên đường với người có tiền. Đúng như vậy. Nhiều người Việt sang Mỹ họ chịu khó học hành, làm việc có bằng cấp, thu nhập cao, hay những người có đầu óc kinh doanh, làm chủ tiệm nail, kinh doanh nhà hàng hay công ty nào đó. Những người này có khả năng mua nhà đẹp, xe sang, sống cuộc đời vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và con cái. À, tôi muốn chia sẻ thêm về cái cuộc sống Mỹ như thế này. Có nhiều người không hiểu rõ về nước Mỹ mà chỉ biết qua các phim hay người khác nói. Họ hiểu sai về nước Mỹ. Có nhiều người tìm cách xuất ngoại qua Mỹ cho bằng được. Nhiều cha mẹ còn bỏ vài tỷ Việt Nam đồng cho con cái đi du học bên Mỹ. Sau khi tốt nghiệp, trở về Việt Nam, làm việc với thu nhập mười mấy triệu đồng một tháng. Tôi nghĩ đây là đường binh sai lầm. Cho nên chúng ta cần phải tìm hiểu rõ về nước Mỹ. Trong vài năm gần đây, tôi thấy rộ lên cái chuyện về du lịch đẻ tại Hoa Kỳ. Cái mốt rất thịnh hành mà người Trung Quốc, Phi Châu, Ấn Độ đã sử dụng từ nhiều năm nay. Có nghĩa là phụ nữ khi mà có thai vài tháng, họ du lịch sang Mỹ và sanh con tại nhà thương bên Mỹ, thì đứa con sẽ có quốc tịch Mỹ khi nó sinh ra đời. Nhưng chi phí để sanh bên đây là có thể khoảng 40.000 đô la, có thể gần cả tỷ Việt Nam đồng. Tôi cho rằng tấm lòng của những bà mẹ này thật bao la, vĩ đại. Họ dám bỏ ra một số tiền gần 1 tỷ để tặng đứa con lúc chào đời, đó là cái quốc tịch Mỹ. Nhưng chúng ta nên hiểu rõ về nước Mỹ trước khi quyết định nhé. Tôi nghĩ rằng sống ở Mỹ, bạn được cái này nhưng mất cái khác. Và cái câu hỏi kế tiếp là: Việt Kiều hay là Kiều Bào
có thật sự hạnh phúc và sung sướng khi sống ở Mỹ hay không? Theo cá nhân tôi nghĩ, đất nước Mỹ đã cho chúng ta nhiều phúc lợi và cơ hội. Chúng ta may mắn được sống trên một cái đất nước mà có nền văn minh tiên tiến bậc nhất thế giới. Chính xác là vậy, điều này thì không cần bàn cãi gì nữa. Tôi xin nêu ra một vài cái phúc lợi mà người dân được hưởng ở đây. Hệ thống giáo dục tiên tiến, học sinh không cần học thêm, học miễn phí 100% từ tiểu học đến trung học. Khi lên học đại học thì được chính phủ cho vay tiền với cái lãi suất rất thấp, sinh viên chỉ trả sau khi tốt nghiệp và có cái công việc ổn định. Quyền phụ nữ và trẻ em được pháp luật bảo vệ rất tốt. Người già thì được nhận bảo hiểm, vân vân. Khí hậu thì mát mẻ, trong lành hầu hết ở các tiểu bang. Thì không có bụi bặm ô nhiễm, thời tiết lành lạnh nên phụ nữ Việt Nam sang Mỹ thì thông thường á thì cái da rất là đẹp, trắng trẻo và nhìn có vẻ như đẹp hơn ha, sexy hơn. Môi trường trong lành, thực phẩm sạch sẽ nên trẻ em phát triển tốt hơn về cái chiều cao và cái thể hình của mình. Và còn nhiều phúc lợi khác mà chúng ta được hưởng như là cái tiền trợ cấp khi thất nghiệp, bệnh tật, người già thì lãnh tiền xã hội, hưởng bảo hiểm y tế, vân vân. Vậy sống trên đất Mỹ sướng quá, còn than cái gì nữa? Chưa chắc quý vị, chưa chắc là sung sướng. Nước Mỹ được xây dựng trên cái nền tảng chủ nghĩa tư bản. Mỗi công dân đều phải cố gắng nỗ lực hết mình, đi lên bằng chính mình. Sau đó thì mọi người sẽ hỗ tương nhau để làm giàu ở cái khía cạnh lớn hơn. Do đó cuộc sống ở Mỹ rất căng thẳng, áp lực công việc, tiền nhà, nợ ngân hàng, nên mọi người không thoải mái như cái cuộc sống ở Việt Nam. Cuộc sống bận rộn, chạy đua với thời gian. Nhiều người phải nấu ăn một lần chia nhỏ, vào hộp, xếp vào tủ lạnh, ăn trong vài ngày, thậm chí một tuần lễ luôn. Mỗi khi ăn thì họ cho vào cái lò vi sóng microwave đã hâm nóng. Buổi sáng đi làm có người còn ăn uống trên xe lúc lái. Nhưng mà cái này thì tôi không khuyến khích, nguy hiểm lắm quý vị ạ. Buổi trưa ăn ở chỗ làm là chuyện bình thường. Có khi có người còn phải bỏ bữa vì không có thời gian để ăn. Nhất là mấy chị em làm tóc làm nail á, rất là tội nghiệp. Buổi tối về nhà mệt mỏi rã rời, không thể nấu nướng gì cả. Cố gắng ăn qua loa các món ăn nhanh cho nó xong để nghỉ ngơi ngày mai đi làm tiếp. Nhiều người làm công việc thấp, muốn có tiền mua nhà, mua xe thì họ phải làm tăng ca, làm hai job, hai công việc mỗi ngày. Tiết kiệm từng đồng từng cắt quý vị ạ. Nhiều chị em sanh con xong 2-3 tuần lễ phải gửi con bé còn đỏ hỏn cho bảo mẫu để đi làm nail, làm tóc, lao vào công việc từ 8 đến 12 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Ăn uống không điều độ, không thời gian nghỉ ngơi, không thời gian chăm sóc bản thân, còn đâu thời gian chăm sóc gia đình. Ngay cả cái chuyện mà chăn gối vợ chồng thì hỡi ơi, mệt mỏi rã rời, tha thiết gì nữa quý vị. Cái này lâu ngày sẽ thành lạnh cảm, khó chữa nhé. Cái câu hỏi kế tiếp là nếu không sung sướng, không thoải mái, sống cơ cực, bị căng thẳng công việc, vậy tại sao kiều bào phải chịu đựng và sống ở Mỹ? Thưa quý vị đã từng nghe câu này: hy sinh đời bố, củng cố đời con, tất cả vì con cái thôi quý vị ạ. Đây là điều thiêng liêng nhất mà cha mẹ Việt Nam luôn cố gắng để làm cho con cái của mình. Vì nước Mỹ đối xử với trẻ em và người già rất tốt, được đối xử bình đẳng, văn minh và nhân bản. Bạn là công nhân bình thường, không bằng cấp thì lương sẽ thấp, nhưng nếu bạn có bằng đại học, lương sẽ cao hơn gấp 5, gấp 10 lần so với công nhân bình thường. Khi mà chúng ta sống ở Mỹ trong 3 năm, thì cái người di dân á, rất là thích nghi, rất thích cái cuộc sống Mỹ. Nhiều người mua được xe và nhà, họ bắt đầu một cuộc sống sáng thức dậy đi làm, chiều về nhà, mỗi tháng trả nợ ngân hàng, tiền nhà, tiền xe và các chi phí sinh hoạt khác. Không còn thời gian để suy nghĩ về quê nhà nữa. Thưa quý vị, đây có thể gọi là cái bẫy tài sản nhà đất được dính chặt vào con người của họ. Không ai thoát ra cái bẫy này.
bạn phải làm mỗi ngày để kiếm tiền, trả nợ ngân hàng, tiền nhà, tiền xe. Sau 30 năm, bạn cũng sắp xỉ tuổi nghỉ hưu. Chính phủ Mỹ quá thông minh phải không các bạn? Họ muốn bạn làm việc như thế, họ muốn bạn làm một cách tự nguyện. Bạn có tiền, bạn giàu có thì nước Mỹ cũng giàu mạnh thêm, vì bạn phải trả thuế rất nhiều cho chính phủ. Khi trả xong cái nhà, lúc này bạn đã 65 tuổi về hưu. Con cái bây giờ đã trưởng thành, có đứa tốt nghiệp đại học, có công việc tốt, có thu nhập cao. Còn bạn thì mái tóc đã bạc trắng, da nhăn nheo, chống gãy bệnh tật. Dĩ nhiên là các bạn sẽ được chính phủ tài trợ trợ cấp đầy đủ. Nhưng quý vị thử nghĩ xem, quý vị có mất gì không? Tuổi trẻ, hạnh phúc gia đình, bạn bè, sức khỏe và thời gian. Quý vị đã từng nghe ba chữ giấc mơ Mỹ. Thưa quý vị, tôi nghĩ thế này: đời người ngắn ngủi, hãy sống cho đáng cuộc đời theo cách mà mình muốn. Có người thích sống nhà cao cửa rộng, vật chất đầy đủ. Họ phải làm cả ngày cả ban đêm để đạt được những thứ họ muốn. Thật ra thì lòng tham của người là vô đáy, không bao giờ là đủ. Stress vừa đủ làm cho não hoạt động rất tốt, nhưng giờ sinh học cho phép chúng ta làm việc 8 tiếng mỗi ngày. Nếu vượt quá giới hạn thì tuổi thọ sẽ bị rút ngắn lại. Người không còn thì tiền nhiều để làm gì? Còn nếu quý vị làm được công việc mình yêu thích, sống cuộc đời ung dung thanh nhàn thì tuổi thọ sẽ cao hơn nhiều. Cuộc sống rất công bằng quý vị ạ. Thưa quý vị, cô chú anh chị và các bạn, vậy thì nước Mỹ có phải là thiên đường hay không? Nên đi hay ở Việt Nam nếu có cơ hội? Vui lòng comment bên dưới nhé. Tony xin chúc cho quý vị một ngày tốt lành, bình an và hạnh phúc. Trân trọng và xin chào, tạm biệt.